Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 57. Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 46 nào. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người thì yêu cầu là gì? Tính. Như vậy đây có mấy? Ba cái phép tính chia này. Các em nhớ về nguyên tắc của chia thì chúng ta lại làm sao nhỉ? À, ngược với nhân đúng không? Chia thì chúng mình lại thực hiện từ bên tay gì? Tay trái sang. Nhân thì từ tay phải sang đúng không nào? Rồi, mình sẽ lấy này. 4 này, chia được cho 4 đúng không nào? 4 chia 4 thì được 1 nào. 1 nhân với 4 thì bằng mấy? Bằng 4 này. Được chưa? Rồi, các em thực hiện phép tính gì? Trừ này. 4 trừ 4 thì bằng 0. Hạ số 0 xuống ta được 00. Nhớ nha, cái bước này không được bỏ qua nhé. Rồi, 0 chia cho 4 thì được mấy? À, được 0 thôi nhé. Rồi, 0 nhân với 4 là gì? Là 0. Được chưa? Rồi, 0 trừ đi 0 thì bằng gì? Bằng 0. Như vậy đây chúng ta sẽ là gì? Thiếu giấy này. Đấy, đúng ở đây nó phải là gì? 0 trừ đi 0 thì bằng gì? Bằng 0 này các em. Đấy, đây phải có dấu trừ nữa nhá. Bằng 0 này. Rồi, mình mới hạ tiếp một số gì? Số 8 này. 8 chia cho 4 thì được mấy? 2. 2 nhân với 4 là 8 này. 8 trừ 8 bằng 0. Đúng nè. Rồi, tiếp tục mình mới hạ số gì? Số 8 nữa này. 8 chia cho 4 thì được mấy? Được 2. 2 x 4 là 8. 8 trừ 8 bằng 0 nhá. Như vậy đây chúng ta phải làm gì? Làm tắt. Chứ không có thể làm đầy đủ các bước được. Được chưa? Rồi, sang phép tính chia thứ 2 này. Ta sẽ thực hiện nhẩm trừ luôn nhá. 7 chia 7 được 1. 1 x 7 là 7. 7 trừ 7 thì bằng 0. Hạ số 7 này. Chúng ta được 7 này. 7 chia 7 lại được 1. 1 x 7 là 7. 7 trừ 7 thì bằng 0. Hạ 0 xuống chúng ta có 0, 0. 0 chia cho 7 thì được 0. 0 x 7 là 0. 0 trừ đi 0 thì bằng mấy? Bằng 0 này. Hạ số 7 xuống ta được 7 này. 7 chia 7 lại được 1. 1 x 7 là 7. Và 7 trừ 7 bằng 0. Đấy, như vậy chúng ta làm như này mới chuẩn nhá. Bên này là thầy làm đầy đủ nên nó thiếu giấy nha các em. Đấy, rồi sang đây. Chúng ta nhìn thấy số 3 này, không thể chia cho 6, mình sẽ lấy hai chữ số. 36 chia cho 6 thì được 6, đúng không nào? 6 x 6 36, 36 trừ 36 thì bằng 0. Hạ số 4 này, ta được mấy? 04. 4 chia cho 6 thì được 0 này. 0 nhân với 6 là mấy? Là 0. 4 trừ 0 thì bằng gì? Bằng 4 này. Các em mới hạ tiếp số 8 này. 48 chia cho 6 thì được 8 này. 8 nhân 6 48, 48 trừ 48 bằng 0. Đấy, như vậy đây là cũng phép chia gì? Phép chia hết nhé. Rồi, mình đến với bài 2. Người ta cho này. Một cái nhà máy lắp ráp được 1.809 ô tô tải trong 9 ngày. Và như vậy nhà máy này lắp ráp mà khá là nhanh đúng không? 9 ngày là lắp ráp được bằng này. Hỏi mỗi ngày nhà máy lắp ráp được bao nhiêu ô tô tải? Biết rằng số ô tô tải nhà máy lắp ráp được trong mỗi ngày là gì? Như nhau. Như vậy cái này có cần gì phải phân tích gì nữa không các em? 9 ngày thì được bằng này.
Vậy thì ra một ngày chúng ta sẽ lấy cái này chia cho mấy? Chia cho 9 thôi. Vậy chúng mình sẽ dựa vào câu hỏi để trả lời. Hỏi mỗi ngày nhà máy lắp ráp được bao nhiêu ô tô tải? Các em có hai cách để chúng ta viết câu trả lời đúng không? Số ô tô tải mỗi ngày nhà máy lắp ráp được là, được chưa? Đấy, khá dễ dàng đúng không nào? Bao nhiêu? 1 8 0 9 chia cho mấy? Chia cho 9 này, được chưa? Đặt phép tính ra. 1 8 0 9 chia 9. 18 chia cho 9 thì được 2. 9 nhân 2 18, 18 trừ 18 bằng 0. Hạ 0 xuống này. 0 chia cho 9 bằng 0 này. 0 nhân 9 là 0. 0 trừ 0 bằng 0. Hạ 9 này, 9 chia 9 được 1. 1 nhân 9 là 9, 9 trừ 9 bằng 0. Như vậy đây sẽ là bao nhiêu? 201. 201. Ô gì? Ô tô. Được chưa? Đấy. Và giờ mình chỉ việc ghi đáp số thôi. Được chưa? Như vậy thì mỗi một ngày nhà máy lắp ráp được là 201 ô tô nhé. Ô văn kê. Sang bài số 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Có hai cái trang trại nuôi lợn. Trang trại thứ nhất thì có 3.600 con. Số con lợn ở trang trại thứ hai bằng số con lợn ở trang trại thứ nhất giảm đi 4 lần. À, các em nhớ là gì? Giảm đi 4 lần thì mình phải làm sao? Chia đúng không nào? Đấy. Vậy thì đầu tiên tôi hỏi này, trang trại thứ nhất, trang trại thứ hai có mấy con? Đơn giản đúng không? Các em sẽ lấy số con lợn của trang trại thứ nhất là 3.600. Cái này có cần phải đặt phép tính không? Nhẩm được đúng không? 36 chia 4 thì bằng 9 gì? 900 con. Dễ không? Quá nhanh đúng không nào? Vậy thì trang trại thứ hai sẽ có là 900 con. Bây giờ ta hỏi mấy? Cả hai trang trại thì mình lại lấy số con lợn trong trang trại thứ nhất cộng số con lợn ở trang trại thứ hai. 0 0, 6, 9, 15, viết 5 nhớ 1, 3, nhớ 1 là mấy? 4. Như vậy sẽ là 4.500 con. 4.500. Ok. Rồi, chúng mình sẽ đến với bài 4. Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng. Chia đều 8.640 bút chì vào 8 cái hộp. Vậy thì mỗi hộp có bao nhiêu? Giản đơn đúng nào? Các em chỉ thực hiện phép tính chia 8.640. Chia cho mấy? Chia cho 8. 8 chia 8 được 1. Được chưa? 6 xuống này. 6 chia cho 8 thì bằng 0. 0 nhân 8 là 0. 6 trừ 0 bằng 6. Hạ 4 này. 64 chia cho 8 thì được 8 này. 8 nhân 8 64, 64 trừ 64 bằng 0. Hạ số 0 này xuống. 0 chia cho 8 thì bằng gì? 0. 0 nhân 8 là 0, 0 trừ 0 bằng 0. Đó, nhớ những cái này nhé. Như vậy thì sẽ được 10880. Đọc. Đây. Đáp án của chúng ta là C nhé. Ô văn kê.
Rồi, chúng ta đã hoàn thành được tiết số 1. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé.